Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các học sinh. Ở video học hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập trong vở bài tập toán lớp 3, bài 91, các số có 4 chữ số, bài tiếp theo. Sau khi xem video bài giảng thì đồng hộ cho cô thì quý phụ huynh cũng như các em học sinh chúng ta hãy nhớ chia sẻ video và nhấn nút đăng ký màu đỏ ngay phía dưới góc phải màn hình nhé, để chúng ta tiếp tục theo dõi các video mới trên kênh. Các em có thể nhấn thêm vào biểu tượng hình quả chuông để khi mà cô up bài mới thì máy nó sẽ báo, các em vào tự động xem nhé. Chúng ta có bài số 1 như sau. Các em viết theo mẫu này 8679 thì các em sẽ viết thành các số tròn chữ nghìn này, tròn trăm này, tròn chục và cộng với hàng đơn vị. Phía dưới này là 9217 thì các em sẽ viết thành 9000 này. Được chưa? Cộng với 200 này. Cộng với 10 này. Cộng với 7 đơn vị. Tương tự chúng ta sẽ có như sau. Bốn nghìn năm trăm ba mươi tám thì các em sẽ viết thành 4000 này, cộng 500 này, cộng 30 này, cộng 8 này. Tiếp theo nữa, 7789 thì các em sẽ viết thành 7000 này, cộng 700 này, cộng 80 này, cộng 9. Tiếp theo nữa, sang nghỉ B. 2004 thì chúng ta sẽ viết thành bên này. Bên này chúng ta viết tương tự là 9696 thì em viết thành 9000 này. Cộng 600 này. Cộng 90 này. Cộng 6 này. 5555 em viết thành 5000 này. 500 này. 50 này. 5. 6574, ta có 6000 này, 500 này, 70 này, 4 này. Ý B thì các em cũng làm hoàn toàn như ý A cho cô, tương tự. Ý B ở đây ta có 2004 thì các em sẽ viết 2000 này. Không trăm thì em không cần phải viết không trăm đâu, không chục đúng không ạ? Chúng ta cũng không cần phải viết không chục, chỉ cần viết hàng đơn vị thôi. Bên này 2005 thì chúng ta viết là 2000 này. Không trăm thì không cần phải viết, không chục cũng không cần phải viết, in 5 đơn vị nữa. Chín nghìn bốn trăm thì em sẽ viết thành 9000 này, cộng 400 thôi. Nó không có không chục và không đơn vị thì chúng ta không cần phải ghi. 2010 thì các em viết là 2000 cộng 10 thôi. Đấy, không trăm và không đơn vị thì chúng ta không cần phải ghi. 1909 các em viết là 1000 này, cộng 900 này. Không chục thì không ghi nhá, cộng 9 đơn vị. 3670 chúng ta có 3000 này, 600 này, 70 này. Tiếp theo nữa, 2020 kem viết thành 2000 này, cộng 20 thôi. Nó không trăm và không đơn vị thì em không cần phải viết cái hàng cái chữ số hàng trăm và cái số đơn vị vào.
Không cần phải biết số trang và số đơn vị. 2 thì cũng tương tự như bài số 1 thôi. Chúng ta có bài số 2 thì nó sẽ ngược lại với bài số 1. Ngược lại với dạng bài số 1. 5.000 cộng với 200 cộng với 70 cộng với 8 thì nó sẽ bằng là 5.278. Đây là 7.000 này cộng 600 cộng với 50 cộng với 4 thì chúng ta sẽ viết là 7.000 này, 600 này, 54 này. 7.654. 2.000 này, 800 này, 90 này, 6 này thì các em viết 2.000 này, 800 này, 96. Ý B 8.427. 8.427. 9.999. 9.999. Tiếp tục. Cái này là 3.000 nhé. 3.000. 0 trăm nên người ta không ghi cái phần trăm vào, cái số chữ cái số trăm vào, mà 68 đơn vị. Như vậy 3.000 này nó không có trăm nào cả, không có trăm nào thì em ghi 0 trăm này. 60 này, 8 đơn vị. 3.068 đơn vị. Đây cũng vậy, 7.000 này, 200 này, không chục, không có chục nào, 5 đơn vị. Thì 7.000 này, 200 này, không chục, 5 đơn vị. Đây 9.000 này, 0 trăm, 50, 6 đơn vị. Đây là 2.100, 2.100, không chục, 3 đơn vị. Tiếp tục sang đây là 5.000, 0 trăm, không chục, 7 đơn vị. 9.000 này, đây chỉ có hàng nghìn này, không có trăm nào, không có chục nào, chỉ có 9 đơn vị đúng không ạ? 9.000, 0 trăm, không chục, 9 đơn vị. 3.300, không chục, 3 đơn vị. Và cuối cùng 8.700, không chục, 5 đơn vị. Bài tập số 3, bạn nào chưa xong hai bài tập 1, 2, các em hãy dừng lại làm cho xong nhé. Bài tập số 3 yêu cầu các em viết theo mẫu. 3.258 đơn vị, các em viết 3.258 đơn vị. Tiếp theo này, 5.000, 5.000 này, 400 này, 90 này, 2 đơn vị này. 5.490, 2 đơn vị. 1.450, 4 đơn vị. 1.450, 4 đơn vị. Ý C 4.200. Ta có 4.200. Không chục, không viết cái hàng chục. Ở đây người ta không viết cái số chục, tức là không có chục nào cả. Không chục, 5 đơn vị. Khi mà người ta không viết, không viết cái số của hàng nào thì em sẽ ghi số 0 vào. 7.070. Như vậy có 7.000 này, viết như này tức là 0 trăm. Được chưa? 70. Và nó không có đơn vị nào nên người ta không ghi. Như vậy đây là 7.070. 2.200. Như vậy có 2.000 này, 200 này. Viết như thế này tức là không chục và không đơn vị. Không chục, không đơn vị. Xin lỗi các em, đây là 2.500. 2.500 thì các em ghi là 2.000. Đây là 2.500.
2.500, không đơn vị. Viết người ta không ghi chục nào, không ghi đơn vị, tức là nó không có chục nào và không có đơn vị thì em điền 2.0 vào. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 4. Viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu. Chữ số 5 trong cái số 2567. Như vậy 2000 này, 500 này, 67 thì đây con này chính là con 500. Chữ số 5 chỉ bao nhiêu? Đây là 5000 này, kem để đọc trước này, 5982. Như vậy số 5 này chính là 5000. Ý C, kem sẽ đọc cái số này trước, xem thử số 5 là bao nhiêu nhá. 4000 này, 100 này, 56. Như vậy đây sẽ là 50, 50 tức là 50. Đây là 50. 50 là 50 nhá. Rồi, xem thử năm này là năm gì? 1945. Như vậy đây chính là năm đơn vị, số 5 này chỉ năm đơn vị. Cái chữ số nó đứng ở cuối cùng thì nó là chữ số hàng đơn vị. Đơn vị. Chỉ 5 đơn vị. Như thế trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong các bài tập của bài 91 trong vở bài tập toán lớp 3. Các em nhớ để chúng ta tiếp tục theo dõi các video mới ở trên kênh thì các em hãy nhấn nút đăng ký màu đỏ ngay phía dưới góc phải màn hình nhé, để chúng ta tiếp tục đón xem các video mới. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh và các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các video học tiếp theo.